Chào các bạn. Trong quá trình mà sử dụng Photoshop thì có nhiều lúc chúng ta sẽ gặp tình huống là chúng ta tách cái mái tóc có hình thức như thế này ra bên khỏi cái nền. Thì nếu đối với trường hợp như thế này, nếu như chúng ta sử dụng một số công cụ tạo vòng tròn thông thường thì cái hiệu quả nó sẽ không được đạt. Anh chị xem cái hình gốc của tôi là hình này, và sau khi mà chúng ta sử dụng cái kỹ thuật mà tôi sẽ giới thiệu trong cái bài học hôm nay thì chúng ta có thể tách được cái mái tóc và đặt lên trên một cái hình background, một cái hình nền như thế này. Ok, đây là hình hai hình ban đầu, và cái hình này là hình kết quả sau khi sử dụng cái kỹ thuật refinish để chúng ta tách nền ra khỏi cái mái tóc mà có hình thức là cái mái tóc xoăn, và nó có chứa rất nhiều sợi tóc mà nó tung bay trong trong gió như thế này. Thì để tiến hành cái bài tập này, chúng ta sẽ mở Photoshop. Tôi nhấp đôi chuột trái lên cái màn hình và tôi chọn hai cái tập tin ban đầu. Ok, đây là cái tập tin nền và cái tập tin mà tôi cần tách mái tóc. Bây giờ tôi sẽ kéo cái laser này sang bên tập tin nền. Ok, tôi sẽ sử dụng cái công cụ tạo vòng tròn, có thể là Quick Selection Tool, một cái công cụ xác lập vòng tròn nhanh dựa vào sự tương đồng về về màu sắc. Anh chị thấy cái hình tròn mà bên trong có dấu chữ thập á, thì khi mà tôi kích và kéo công cụ lên ảnh á, thì bên trong cái phạm vi của đầu cò thì những cái điểm ảnh nào có màu gần giống với màu tại vị trí chữ thập á sẽ được xác lập thành vùng tròn. Ok, anh chị xem nhé. Thì ở trong trường hợp này á, ở trong cái bài tập này thì tôi lại sử dụng cái công cụ này cho nó nhanh. Công cụ Magic Wand Tool thì cũng xác lập vòng tròn theo cái sự tương đồng về màu sắc. Khi mà tôi kích công cụ lên trên ảnh á, thì tại vị trí kích công cụ thì những cái điểm ảnh mà xung quanh mà có màu gần giống với màu tại vị trí tôi kích công cụ á, sẽ được xác lập thành vòng tròn. Và cái sai số để nhận biết nhiều hoặc ít cái điểm ảnh có màu gần giống với màu tại vị trí kích công cụ phụ thuộc vào cái thông số tolerance. Có nghĩa là cái tolerance này mà càng lớn á, thì cái vòng tròn nó xác lập càng lớn, bởi vì nó nhận diện có nhiều cái điểm ảnh có màu gần giống với nhau, có màu gần giống với màu tại vị trí mà chúng ta kích công cụ. Ok, tôi xác lập cái tolerance của nó là 32. Tôi kích chuột trái lên màn hình, giữ Shift kích chuột để chúng ta thêm cái vòng tròn. Ok, bây giờ bước tiếp theo tôi nhấn Shift F7, nó đảo ngược vòng tròn. Cái phần mà tôi lấy là cái phần bên trong, phần vòng tròn là cái phần mà chứa hình ảnh cô gái. Ok, như vậy tôi chọn và anh chị xem là trong cái phạm vi mà tôi đang rê chuột, anh chị xem là nó vẫn còn một số cái điểm ảnh màu xám, là tức là cái màu nền đó. Bây giờ cái việc quan trọng nhất là chúng ta phải làm sao chúng ta tách cái phần những cái điểm ảnh mà có màu màu xám ra bên khỏi, ra ra chúng ta tách, ta chọn xác lập cái vùng chứa những cái điểm màu xám để chúng ta tách cái phần mái tóc ra bên khỏi cái nền này. Thì cái kỹ thuật mà tôi giới thiệu trong hôm nay là refinish, tức là dò tìm theo cạnh, và cơ chế hoạt động của nó là căn cứ trên màu sắc anh chị. Ok, tôi kích chuột vào refinish để tôi dò tìm, loại bỏ một số cái điểm màu còn lẫn lộn trong cái mái tóc của tôi. Ok, refinish. Cái hộp thoại refinish này á, người ta sẽ lần lượt xác lập một số cái tùy chọn như sau anh chị. Cái mục view này là chúng ta xác lập cái nền ban đầu, cái nền ban đầu. Ở đây có rất nhiều chế độ mình xác lập nền. Ví dụ như là cái chế độ black white á, black white là anh chị nè. Thì cái phần màu trắng chính là cái phần mà cái đối tượng chính của tôi giữ lại, và phần màu đen là tôi muốn loại bỏ đi. Thì trong trường hợp ở đây là anh chị có thể thử rất là nhiều cái chế độ nền để xác lập, để chúng ta dò tìm theo cạnh. Thì ở đây tôi chọn là on layer, có nghĩa là tôi đang xác lập, tôi đang tách nền cho cái layer 1, và bởi vì cái layer 1 đang nằm trên cái lớp background cho nên tôi muốn tạo sự tương phản, và anh chị thấy ngay cái hiệu quả của nó luôn. Thì tôi chọn cái chế độ nền ở trong trường hợp này là on layer. Bước thứ hai tôi sẽ thay đổi cái bán kính của cái chế độ dò tìm theo theo cạnh. Thì khi cái bán kính này tăng á, thì tôi sẽ loại bỏ được một số cái điểm màu xám
Thì Photoshop nó nhận biết cái bán kính dò tìm, và chính vì vậy nó sẽ loại bỏ bớt được một số cái điểm màu màu xám để chúng ta tách cái mái tóc nó hiệu quả hơn. Ok, sau khi mà chúng ta thay đổi cái radius, cái bán kính dò tìm thì cái hiệu quả nó thay đổi, và chúng ta sẽ sang cái bước thứ ba, điều chỉnh một số cái tùy chọn khác ở trong cái mục Access Ad. Một số tùy chọn này thì chúng ta bằng cách thay đổi và chịu khó quan sát ở trên cái phần mà chúng ta đang xử lý để chúng ta tìm cái kết quả sau cùng nhất, thì đó là cách làm hiệu quả. Ví dụ bây giờ tôi tăng cái contrast, tăng cái độ tương phản, thì cái giá trị contrast này á thì nó làm cho cái nó làm nổi cái phần mái tóc và cái phần nền. Ok, làm nổi tức là làm tăng cái độ tương phản lên để nhận diện nó chính xác hơn cái phần mái tóc của chúng ta. Ok. Đấy. Rồi cái phần smooth đó là tăng cái độ mềm tức là cái độ chuyển tiếp giữa cái màu xám và cái màu của mái tóc. Tôi lại có thêm một cái công cụ nữa. Thì ban đầu sau khi mà tăng cái radius á, anh chị lưu tâm với tôi, ta có cái thông số là chúng ta các cái công cụ cái đầu cọ này, thì cái đầu cọ này tôi sẽ chỉ định bằng tay, tức là cái thông số radius á, là tôi làm một cách đồng bộ bằng lệnh, còn công cụ này thì tôi sử dụng thao tác thủ công, tức là tôi sử dụng công cụ để dò, thì cái vị trí nào mà nó còn cái điểm màu trắng thì anh chị kéo chọn cụ này, chị kéo à đi kéo. Thì cách làm này á, là cách làm ta dò bằng tay, có nghĩa là ta chỉ định trực tiếp luôn cái khu vực mà nó còn có những điểm màu trắng để chúng ta kéo, chúng ta loại bỏ nó ra mình khỏi cái mái tóc. Và trong quá trình mà làm, nếu như mà anh chị phục hồi lại thì chúng ta có công cụ này phục hồi lại, tức nghĩa là gì, anh chị cho nó gì hiển thị lại cái những cái điểm màu trắng. Công cụ này thì chúng ta sẽ gì chỉ định bằng tay để Photoshop sẽ dò tìm và loại bỏ những cái điểm hạt màu trắng ra mình khỏi cái phần mái tóc của anh chị. Ok. Bằng các cái tùy chọn ở trong cái mục là Adjust Add, tôi sẽ dành cho anh chị ta thử nghiệm trong cái phần mà chúng ta sử dụng kỹ thuật Refinish để chúng ta dò tìm theo cạnh và tách tách mái tóc ra khỏi cái nền. Đối với những cái trường hợp mà những cái ảnh mà có cái hình thức giống như cái bài tập mà tôi đang hướng dẫn, ta đi sang cái phần thứ tư, tức là cái phần output, tức là cái xác lập cái giá trị đầu ra cho cái phần mà chúng ta kết quả chúng ta xử lý. Thì cái phần output tool này á, tôi sẽ chọn cái mục là new layer để tôi kết xuất cái phần xử lý ra bên trên một cái lớp mới, nằm trên đây một lớp mới. Các tùy chọn còn lại ví dụ như là kết xuất và layer mask, tức là cái phần kết quả xử lý sẽ đưa lên trên một lớp mới và là một cái lớp mà có cái mặt nạ lớp, hoặc là selection thì kết quả xử lý tôi sẽ đưa lên trên một cái vùng tròn. Bây giờ tôi chọn cái mục là new selection và nhấn ok. Đấy. Thì cái phần mà tôi vừa xử lý nó sẽ được đặt lên trên một cái lớp riêng, anh chị hình dung như vậy. Mái tóc chúng ta xử lý nó cũng đã tương đối khoảng là 90% hoặc là 95% gì đấy, tùy theo cái cách thẩm định của anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần thứ hai là một cái phần kết hợp. Tôi sẽ nhân đôi cái lớp là layer một copy một cái lớp mà tôi vừa xử lý anh chị nha. Tôi nhấn Ctrl cộng R để nhân đôi cái lớp này lên. Và bây giờ tôi sử dụng một cái kỹ thuật để chúng ta tăng cái tính hiệu quả, tăng cái hiệu quả có phần mà tách nền lên một tí nữa. Tôi sẽ tắt con mắt lớp trên đi và tôi chọn cái lớp là layer một copy. Tôi thay đổi cái chế độ hoạt động màu là multi blind. Thì cái chế độ hoạt động multi blind này là nó làm cho cái ảnh này, cái ảnh mà layer một copy này nó sẽ đậm lên, nhân đôi lượng màu và căn cứ vào cái lớp bên dưới, lớp nền bên dưới này, lớp nền bên dưới nó sẽ nhân đôi cái lượng màu của lớp layer một copy lên và làm cho lớp này nó sẫm màu hơn, nó đậm màu hơn. Và bây giờ tôi mở cái lớp trên, tôi sẽ tạo ra một cái layer mask, một cái mặt nạ lớp. Ok,
Và bây giờ tôi sử dụng cái đầu cọ, một loại đầu cọ mềm nha chị nha. Tăng cái tôi chọn một loại đầu cọ mềm như thế này. Ok. Và bây giờ tôi tăng cái đầu cọ lên. Nhớ là cái đầu cọ mềm anh chị nha. Cái đầu cọ nó mềm một tí. Ok. Bây giờ tôi sẽ tô cái màu đen lên cái mặt nạ này. Như vậy khi tôi tô màu đen lên cái mặt nạ thì tôi sẽ lấy cái dữ liệu của lớp bên dưới, thấy được cái dữ liệu của lớp bên dưới. Tôi che dữ liệu lớp bên trên. Ok. Như vậy là anh chị tô này. Và tôi sẽ tô với một lượng màu khoảng chừng là 20%. Tôi nhấn số 2 và tôi tô như thế này anh chị này. Tô này. Như vậy là tôi tô như thế này á, là tôi sẽ thấy được cái dữ liệu của loạn tóc bên dưới á. Anh chị hình dung nè. Ok. Và cứ như vậy tôi kéo tôi tô. À, thì cái hiệu quả nó sẽ cao hơn. Ok anh chị. Đấy, chủ yếu là chúng ta tô bên ngoài cái phần tóc này anh chị này. Rồi, sau khi tô rồi thì anh chị xem là chúng ta sẽ thấy là nó hiệu quả đi rất là nhiều. À, như vậy ở trong cái phần bài tập này á, là chúng ta kết hợp một là kỹ thuật refinish S, và hai là ta kết hợp thêm với cái chế độ hòa trộn màu multiply, có kết hợp layer mask để chúng ta xử lý cái phần màu sắc cho cái chi tiết tóc sau khi tách bằng refinish. Ok. Anh chị lưu tâm cho tôi là sau khi mà chúng ta làm xong rồi á, để mà chúng ta tạo ra một cái lớp mà nó kế thừa tất cả những cái bước mà chúng ta đã xử lý rồi á, thì chúng ta sẽ có một cái tổ hợp phím ở trong Windows á, thì chúng ta có một cái tổ hợp phím cho phép chúng ta là gì kết xuất những cái thao tác mà chúng ta vừa xử lý trước đó thành một cái layer kết quả, và cái layer này nó hoàn toàn độc lập với những cái layer mà chúng ta làm việc trước đó. Chúng ta giữ cái phím là tổ hợp phím là Control cộng phím Shift cộng phím On, tức là phím Internet và cộng phím E. Ok. Như vậy là gì? Chúng ta sẽ có được một lớp, lớp này tôi đặt tên là lớp kết quả. Xử lý. Ok. Và anh chị lưu tâm giống như tôi nói là cái lớp này nó hoàn toàn độc lập với các cái lớp mà chúng ta vừa xử lý. Đây là lớp kết quả. Như vậy là gì? Như vậy là tôi có thể là gì? Giả sử bây giờ tôi mở ra một cái lớp mới. Ok. Một cái lớp ảnh mới, và tôi có quyền là kéo cái lớp này sang bên này và nó không ảnh hưởng gì những cái lớp khác. Anh chị hình dung không? Ok. Hoàn toàn độc lập. Đấy, anh chị nhớ thôi. Vâng, cái phần chúng ta ứng dụng cái kỹ thuật refinish ở trong cái bài tập này đến đây là kết thúc. Chúc anh chị chúng ta thực hành cái phần refinish thật là hiệu quả.